Cô chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học bài ôn tập chương 3 môn đại số nhé. Trong quá trình học nó có phần nào các em chưa kịp thì các em có thể dừng hoặc tua lại để xem kỹ hơn nhé. Nào chúng ta bắt đầu. Nội dung buổi ôn tập hôm nay gồm có 2 phần. A. Ôn tập lý thuyết. B. Hướng dẫn giải đề ôn kiểm tra chương 3 nhé. Mở đầu chương 3, chúng ta có phương trình bậc nhất hai ẩn xy có dạng ax cộng bi bằng c với a hoặc b khác không luôn có vô số nghiệm. Khi ta kết hợp hai phương trình bậc nhất hai ẩn, chúng ta có hệ phương trình bậc nhất hai ẩn xy có dạng ax cộng bi bằng c và a'x cộng b'y bằng c'. Để giải hệ phương trình này, chúng ta sử dụng hai phương pháp là phương pháp thế hòa và phương pháp cộng đại số. Vậy thì ứng dụng của hệ phương trình dùng để làm gì? Trong chương trình lớp 9, chúng ta có hai ứng dụng. Thứ nhất là để giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Thứ hai là để xét vị trí tương đối của hai đường thẳng. Với hai đường thẳng thì có ba vị trí tương đối giữa chúng. Hai đường thẳng cách nhau thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Với hai đường thẳng song song, hệ phương trình có vô nghiệm. Với hai đường thẳng trùng nhau, hệ phương trình sẽ có vô số nghiệm. Các em sẽ chụp lại màn hình này và chép vào vở nhé. Phần này. Chúng ta sang phần thứ hai, giải đề ôn tập nhé. Các em mở cuốn đề cương toán 9. Cô sẽ hướng dẫn các em giải đề 5 trang 12. Bài 1, giải các hệ phương trình sau có 3 câu A, B, C. Chúng ta có câu A. Ở đây chúng ta sẽ dùng phương pháp cộng đại số để giải nó. Chúng ta quan sát trong hệ phương trình này thì chúng ta sẽ nhân thêm 5 vào hai vế của phương trình trừ x cộng 3y bằng 2. Chúng ta được phương trình tương đương trừ 5x cộng 15y bằng 10. Phương trình thứ hai chúng ta giữ nguyên. Tiếp theo chúng ta sẽ thử sử dụng cộng vế với vế. Trừ 5x cộng 5x bằng 0. Cộng 15y trừ 2y bằng 13y. Vế phải chúng ta có 10 cộng 3 bằng 13. Phương trình thứ hai cô sẽ chọn một phương trình đầu tiên trên đề bài. Trừ x cộng 3y bằng 2. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm nghiệm y bằng 1. Thế nghiệm y bằng 1 vào phương trình thứ hai. Chúng ta được trừ x cộng 3 nhân 1 bằng 2. Cuối cùng chúng ta tìm được nghiệm của hệ phương trình là x bằng 1 và y bằng 1 và ta kết luận. Ta có thể kết luận nghiệm của hệ phương trình dạng là tọa độ 1, 1. Sang câu B. Ở câu B này thì cách làm cũng sẽ tương tự như câu A. Các bạn sẽ thực hiện nhân thêm để cân bằng hệ số của một ẩn. Cách làm giống như câu A. Phần này các bạn sẽ tự làm nhé. Và đáp án của câu B sẽ là hệ phương trình có nghiệm trừ 24 phần 11 trừ 16 phần 11. Sang câu C. Các em quan sát hệ phương trình thứ 3 này. Nó chưa phải là dạng cơ bản, cho nên ta sẽ thực hiện biến đổi hai vế của nó.
Ở đây các bạn sẽ thực hiện nhân phân phối và chuyển vế rồi thu gọn. Ta sẽ được hệ phương trình tương đương. Sau đó, nó đã trở thành hệ phương trình ở dạng cơ bản. Các bạn sẽ thực hiện nhân thêm để tạo ra hệ số cân bằng của một ẩn. Rồi sau đó chúng ta thực hiện cộng đại số nhé. Kết quả nghiệm của hệ phương trình là 44/5 và 41/5. Sau khi giải xong thì các em có thể sử dụng máy tính để kiểm tra xem mình đã giải đúng chưa bằng phím 151 để ta kiểm tra nhé. Tiếp theo là các bài toán thực tế dùng ứng dụng hệ phương trình để giải. Bài 2, cô đọc đề nè. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Hiệu giữa chiều dài và chiều rộng là 25m. Tính diện tích khu vườn đó. Để giải một bài toán thực tế như thế này thì các em sẽ đọc kỹ đề, đọc nhiều lần để nắm được các ý chính, xem đề hỏi gì, tìm mối liên hệ giữa các yếu tố, đặt lời giải rồi giải nhé. Bây giờ cô hướng dẫn các em thực hiện giải bài toán này. Ở đây yêu cầu đề bài tính diện tích khu vườn hình chữ nhật. Vậy để tìm được diện tích khu vườn, chúng ta cần phải tìm được chiều dài và chiều rộng của khu vườn đó. Nên ta sẽ dùng hai ẩn XY lần lượt là chiều rộng và chiều dài của khu vườn hình chữ nhật đó. Đơn vị là mét và điều kiện là XY lớn hơn 0. Bây giờ chúng ta sẽ tìm mối liên hệ giữa hai ẩn XY này. Thì trong đề chúng ta có một mối liên hệ thứ nhất, đó là chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Mà chiều rộng chúng ta đã đặt là X, chiều dài là Y, nên ta biểu thị được mối quan hệ giữa XY sẽ là X bằng 3/4 Y. Tiếp theo, chúng ta có một mối liên hệ thứ hai, đó là hiệu giữa chiều dài và chiều rộng là 25m. Hiệu là một phép toán trừ giữa hai số. Ở đây thì chúng ta sẽ lấy số lớn trừ số nhỏ, nghĩa là chiều dài đem trừ cho chiều rộng. Nên ta có được phương trình thứ hai, Y trừ X bằng 25. Kết hợp phương trình thứ nhất và phương trình thứ hai, chúng ta có hệ phương trình. Chúng ta chú ý rằng ta sẽ thực hiện chuyển vế và đổi vị trí của XY để ra được thành hệ phương trình dạng cơ bản. Khi đó, chúng ta được phép sử dụng máy tính để bấm kết quả. Ta giải ra được X bằng 75 và Y bằng 100 so với điều kiện ta nhận. Và cuối cùng ta kết luận chiều rộng hình chữ nhật là 75m, chiều dài hình chữ nhật là 100m và diện tích khu vườn hình chữ nhật sẽ là 75 x 100 bằng 7.500m². Tiếp theo ta sang bài toán số 3. Ở bài toán này đề hơi dài và có nhiều số liệu. Các em sẽ tự đọc đề và tóm tắt đề nhé. Cô hướng dẫn giải như sau. Yêu cầu bài toán này là tính giá bán ban đầu của mỗi loại thịt, mà đề bài cho chúng ta hai loại thịt là thịt heo và thịt bò, nên cô sẽ sử dụng hai ẩn XY đơn vị là đồng lần lượt là giá bán ban đầu của thịt heo và thịt bò, điều kiện là XY lớn hơn 0. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm mối liên hệ giữa hai ẩn XY này. Các em lưu ý, ở đề bài cho chúng ta mẹ đưa An 1.400.000 đi siêu thị để mua 3 kg thịt heo và 2 kg thịt bò.
Với số liệu này thì chúng ta cũng vẫn chưa biết được rằng là mua 3 kg thịt heo và 2 kg thịt bò có dùng hết 1.400.000 hay không, thừa hay thiếu, chúng ta chưa biết rõ nên không dùng để lập phương trình ở số liệu này nhé. Giờ các bạn đọc tiếp một mối liên hệ nữa. Nếu giá thịt heo tăng 20% và giá thịt bò tăng 15% thì thiếu 53.000 đồng. Như vậy là với cái số liệu này chính là để chúng ta lập được phương trình. Giờ để mua 3 kg thịt heo mà giá đã tăng 20% trong mỗi ký và 2 kg thịt bò giá đã tăng 15% và bị thiếu 53.000, có nghĩa là số tiền 1.400.000 này chưa đủ để mua được số thịt như trên, nên chúng ta cần phải cộng thêm 53.000 này vào số tiền ban đầu. Chúng ta được phương trình thứ nhất. Ở đây 3 kg thịt heo nhân với x là giá ban đầu, nhân với tổng của 1 cộng 20% là giá đã tăng lên 20%, cộng thêm với 2 kg thịt bò nhân với giá ban đầu của nó là y, nhân với tổng của 1 cộng 15% là giá thịt bò đã được tăng thêm 15%, bằng 1.400.000 cộng 53.000 là số tiền bị thiếu. Chúng ta được phương trình thứ nhất. Tiếp theo chúng ta có một mối liên hệ thứ hai nữa là nếu giá thịt heo tăng 10% còn giá thịt bò tăng 10.000 đồng một ký thì dư 86.000. Như vậy dư 86.000 có nghĩa là chúng ta không dùng hết 1.400.000, nên chúng ta sẽ có một cái phép toán trừ để tìm ra số tiền thực sự. Với trường hợp thứ hai này chúng ta có phương trình thứ hai. Mua 3 kg thịt heo mà giá lúc này tăng 10%, cho nên ta sẽ có là 3 nhân x nhân với tổng của 1 cộng 10%, cộng thêm 2 kg thịt bò. Các bạn chú ý rằng là lúc này giá 1 kg thịt bò đã tăng 10.000, nên giá của 2 kg thịt bò sẽ là 2 nhân với tổng của y cộng 10.000 nhé, bằng 1.400.000 trừ đi 86.000. Lý do trừ 86.000 là do dư được 86.000. Từ hai phương trình này chúng ta kết hợp ra được hệ phương trình đưa về dạng cơ bản. Để đưa được hệ phương trình về dạng cơ bản như thế này thì các em sẽ thực hiện nhân phân phối và thu gọn rồi chuyển vế nhé. Rồi tới đây chúng ta ra được hệ phương trình ở dạng cơ bản thì chúng ta sẽ thực hiện bấm máy tính để ra kết quả. Chúng ta ra được nghiệm x bằng 180.000 và y bằng 350.000 so với điều kiện ta nhận và kết luận. Vậy giá thịt heo và thịt bò ban đầu lần lượt là 180.000 và 350.000 một ký. Như vậy qua hai bài toán thực tế này thì các em thấy rằng để giải bài toán thực tế như thế này thì không hề khó. Việc đầu tiên là các em sẽ nhớ là các em đọc kỹ đề, đọc đi đọc lại nhiều lần và chú thích vào những cái mối liên hệ giữa các ẩn. Rồi chúng ta tìm ra được phương trình để chúng ta giải hệ phương trình của nó và kết luận. Vì thời gian có hạn nên cô sẽ kết thúc tiết học ở đây. Còn bài tập số 5, các em sẽ tự làm. Nếu có gặp khó khăn gì thì các em sẽ liên hệ với giáo viên bộ môn của lớp mình nhé. Cô dặn dò cho phần về nhà, bài tập ở nhà của các em. Các em sẽ làm đề số 6 trang 13 trong cuốn đề cương. Làm vào vở bài tập, chụp hình và gửi cho giáo viên bộ môn của lớp để được lấy điểm.
Ngày nộp sẽ là ngày thứ bảy, mùng 2 tháng 5 năm 2020. Bây giờ tiết học đã kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở lần sau nhé.